Quay. Bây giờ chắc tầm 10 độ. Vừa tưởng mưa thôi nhỉ. Nó làm bao nhiêu năm nó mới xong. Leo tí thở như chung. Có chừng đã lỡ. Chắc là cái zin dở này. Không, dưới đây này. Máy đây, máy đang quay cần gì nữa. Ủa thế chết rồi. Đâu rồi? Hắt đi nó này. Nó đang quay. Quay cả em chuẩn rồi. Trên này nó là cái gì giả gì đây? Chỉ đẹp khi chụp nghiêng mặt thôi như vậy. Chụp bên này cũng mụn. Nóng không? Không không, chứ nóng mà. Chụp quay lại này. Nắng quá vậy. Nhìn mặt anh. Thế này em tắt lên nhỉ.